Đỗ Đức Hiền xin kính chào quý vị. Ngày hôm nay là 12 tháng 6 năm 2016 và trong clip này chúng tôi trân trọng giới thiệu chiếc tủ chùa bầu bằng gỗ gụ theo yêu cầu của anh Lương ở ngã tư An Sương, Sài Gòn. Thì chiếc này hôm trước chúng tôi cũng đã chụp ảnh rồi nhưng mà và đưa lên cái trình chiếu nhưng mà anh Lương muốn xem thật kỹ. Thì đây chúng tôi cũng giới thiệu đến quý vị, đồng thời là anh Lương ở trong An Sương cùng xem. Thì chiếc này là rộng là 1,5 m, sâu 50. Đây, căn cứ theo cái viên gạch. Cái viên gạch lát nền hiện nay đang là sâu 50 đây. Một viên 50 đây. Và chiều cao thì thưa quý vị là đến cái chỗ này. Đến cái chỏm ngón tay của tôi là 2,17 m, đến đây. Và lên trên là chừng 31 phân nữa, 30 phân nữa. Tổng số chiều cao tổng nó khoảng gần 2,5 m, 2,47 m, 2,48 m gì đấy. Và từ trên xuống dưới thì kết cấu của nó gồm có ở trên là một cái chương. Cái chương này có thể tháo rời ra được. Nên nó chỗ này nó có một cái mộng chốt đây. Và cái nóc này cũng tháo rời được. Đây, cái chi tiết bắt đầu tôi tháo. Và cái phần bên dưới thì chia ra làm ba. Từ đây hất lại sang bên cạnh là gắn liền một khối. Từ đây hất sang bên cạnh đây gắn liền một khối. Và ở giữa là cái miếng này kèm vào cái đây. Cả một cái miếng này, cái này là một miếng. Một cái thanh xà trên này và cái phần này đục chạm nổi đây là đục kênh bong. Là hoàn toàn trong cái độ dày chung của cái này là một miếng luôn. Xuống đến tận đến đây. Gọi là miếng vành mai. Và đến dưới cánh này. Cho nên là cái hàng này và tiếp tục đi xuống dưới này thì cái ngăn kéo này là riêng và đến bệ là riêng. Cho nên cái hàng này khi mà vận chuyển đi xa, bất kể chuyển đi đâu thì chúng tôi đều phải tháo rời ra. Và nó sẽ có 4 phần. Một cái phần là chiếc bệ ở dưới này. Từ phần bệ lên đến cái phần xà này là từ chân đến xà này là một phần. 1/3 của cái từ cái hương này hất sang cái này là một phần. 1/3 từ gương bên này hất sang là một phần. Và cái khúc giữa thì khúc giữa là tháo rời ra, chia ra làm nhiều mảnh có dấu và lắp ráp cũng rất là dễ. Như vậy đấy là đầu tiên nói về kết cấu. Còn tiếp theo là đi vào cái phần chi tiết để tôi kéo cái cửa ra cho nó sáng lên. Bên kia là khu B của Đỗ Quốc Hiền. Còn bên này là chúng tôi đang quay tại tầng 3 khu A. Lúc trước cái mác này thì chỉ để ở tầng 3 thôi vì ngày đấy lâu rồi là cái mác này, cái tem này là hồi đấy chỉ có một mình khu A này thôi. Từ ngày có khu B thì chúng tôi với khi mà làm các cái tem này thì nó cũng ghi riêng khu A, khu B riêng. Bây giờ trở lại với cái tủ này. Tủ này được làm bằng chất liệu là 100% gỗ gụ và gỗ gụ được tuyển chọn rất đẹp. Sau đó là cái nước hoàn thiện chúng tôi là đánh giáp nhẵn và đánh giả cổ. Tức là quý vị nhìn đây tưởng như là cái tủ này đã được dùng được 50 năm rồi. Nhưng thực ra là đây là làm mới và làm theo phương pháp truyền thống là giả cổ. Bắt đầu từ trên xuống. Hiện nay ở đây quý vị nhìn thấy có ba vị tướng quân, cây đào và có cái bàn án. Thì cái này là tượng trưng, cái này chính là theo điển tích đào viên kết nghĩa Lưu Quan Trương. Thì cái này là tượng trưng cho một cái tinh thần là đoàn kết và tình nghĩa trước sau như một. Thì cái điển tích đó là như vậy. Thế còn bên dưới này thì bên dưới này là có cái chúng ta nhìn thấy như là một vị vua đang cưỡi ngựa, đằng sau là có đoàn tùy tùng, có cả xe đẩy đây. Và bên này là có một ngài ngồi câu cá. Đây chính là cái vắn tắt của cái tích Thái Công Thất Thập Ngộ Văn Vương. Ý muốn nói là ẩn ý đây là trọng dụng người hiền tài. Còn các cái khác, các cái điển tích khác như là những cái vị ngồi dưới gốc cây thông cây đa hay là thổi sáo, hay là dưới này là cảnh chăn trâu hái củi, rồi thì ngôi nhà lá, bên này là cày cuốc các thứ. Thì những cái này là theo cái điển tích là Ngư Tiểu Canh Mục. Dưới đây lại có vị
đang ngồi đây đang lái đò rồi thì các cái chuyện gì nữa, tóm lại tổng thể cả của các cái phần phụ là cái cảnh tứ dân ngư tiểu canh mục. Và bây giờ quý vị quan sát thấy là đường nét thì hết sức là tinh xảo, được chạm bằng tay thủ công hoàn toàn, và những cái gờ, những cái phào này, những đường soi này rất là mọng mượt, và đây là hoàn toàn không vernix, không sơn gì hết, đây là hoàn toàn chơi mộc luôn, đây là lối chơi cao cấp nhất. Và giữa là một cái cánh gương được mài vắt cạnh. Hôm đó thì bác Lương còn nói với tôi là có lẽ sau này bác sẽ gỡ cái gương này ra và bác sẽ cho miếng kính vào để bác để đồ trong. Thực ra đấy cũng là một cái cách chơi. Tuy nhiên là theo cái chơi truyền thống ngày trước thì là cứ có một cái gương ở giữa. Có lẽ thời đó thì chiếc gương nó cũng là cái sản phẩm được mạ bạc, mà cũng là một cái tân kỳ. Cho nên là cái việc chơi cái gương ở giữa có lẽ đối với một cái giai đoạn, một cái đề hàng trăm năm thì bản thân cái gương nó cũng là một cái thứ rất là xa xỉ. Mỗi một cái bên này thì đều có những cái phần ở cái góc 1/4 vòng tròn vòng đây. Và bên trong này thì những các cái chi tiết tuy là rất là xa nhưng mà đều được làm cầu kỳ cẩn thận. Có thể nói về mặt kết cấu thì cái chiếc tù này nó hết sức là cầu kỳ. Và đi với đường nét thì tinh xảo. Chẳng hạn như là cánh thì tại sao không làm thẳng mà đi làm cong này, mở ra cong vắt thế này. Đây. Và cái kính này tại sao đây? Vì ngày trước là không có cái công nghệ uốn kính, cho nên là cái này là làm hai cái đanh này và kính chỗ này là nó phẳng chứ không phải là cong được. Và đối với việc vận chuyển đi xa thì nhà xe là không đồng ý chuyển các cái kính này. Chính vì thế chúng tôi phải cam kết là chẳng may kính có vỡ thì cũng không bắt đền nhà xe. Bởi cái này tôi chuyển về Sài Gòn cũng được mấy cái rồi. Tất nhiên gọi là vào đó nhưng mà cũng có một số bác ở từ trong miền Tây cơ, từ Cồn Lân, Cồn Phụng gì đấy. Và đây chi cái phần khung kính đấy rồi, nhưng mà ở bên cạnh thì còn có những cái đường chuyền nó bám theo rất là tinh xảo. Và đây tôi mở ra quý vị thấy là cái trong này chúng tôi từ chuyên môn gọi là giá cốc. Cái này khi mà vận chuyển chúng tôi sẽ nhấc ra đặt đây, đặt xuống đất này, và khi vào đến đến nơi thì quý vị khi lắp này nhét vào đây được không, rất là chắc chắn luôn. Và cái này thì sẽ để một cái gì trang trí, thường là hay để các cái đồ sứ. Tôi lấy ví dụ bên này tôi có để thử một cái đồ sứ để từ ngoài quý vị trông thấy, trông nó rất là hợp đấy. Bên ngoài là gỗ gụ, bên trong là đồ sứ. Năm ngoái anh tôi cũng chuyển một chiếc đến cho một khách hàng ở Quán Toan, Hải Phòng. Và chiếc đó với cả chiếc này thì cũng rất là giống nhau. Tất nhiên là không giống một cái tuyệt đối đâu. Những người thợ thủ công người ta làm cũng theo ngẫu hứng. Cho nên đôi khi á, là cái cây này có thể là cây, hay có lúc lại chuyển thành thuyền, hay là cũng có thể là trâu, cũng có thể là ngựa. Đôi khi người ta ngẫu hứng làm nó khác được một chút. Còn bên dưới thì quý vị quan sát cái chân cong vắt veo như thế này. Tại sao không làm thẳng mà làm cong? Thành ra hỏi cho vui thôi. Ở cái tủ này tất cả các chi tiết là hầu như theo biên dạng cong hết rồi. Và trên này là đôi cánh rất là nuột nà. Mà theo như bác Lương bác tính là bác sẽ để vào chơi trong vòng 1 năm thì có thể lúc đấy bác mới bắt đầu khảm. Khảm vào mấy cánh này. Và thợ khảm thì cũng vẫn là ở vùng đất Phú Xuyên vào thôi. Huyện Phú Xuyên thì có rất nhiều làng nghề, mà đại diện là cái ngành nghề mộc là thuộc xã Tân Dân. Trong đó thì có dệt may thì ví dụ lưới chã thì ở thị xã Sơn Hà, may com lê thì xuống xã Vân Từ.
Giày dép lại đến xã Phú Yên. Mà túi, các loại túi sách thời trang thì thuộc về thôn Thao Nội. Thậm chí chính cái nhờ nhiều lễ hội chúng ta thấy các bác ấy ngồi về các cái bột và xanh đỏ tím vàng gọi là tò he đấy, đấy chính là thuộc về xã Xuân La của huyện Phú Xuyên. Nói lan man một chút để chứng minh là Phú Xuyên là đất bàn tay vàng, đất trăm nghề, hầu như là mỗi làng mỗi xã là đều có một cái nghề truyền thống. Và bản thân kỹ sư Đức này nằm trong làng nghề mộc truyền thống Đại Nghiệp và được các cái hộ sản xuất cũng uy tín bầu cho làm phó chủ nhiệm câu lạc bộ làng nghề, cũng là một cái vinh dự, bởi vì cả một làng nghề là có rất là đông các cái hộ sản xuất, tất cả đến hàng không biết là mấy trăm cái xưởng sản xuất, rất đông. Và cái tủ chùa này thì từ trước giờ chúng tôi làm vẫn như vậy, nó chỉ khác có một chi tiết. Từ sau cái tủ mà tôi bán cho anh Bi ở Long Xuyên, thì cái tủ đó là cũng hình thức tương tự như thế này và gia đình anh rất hài lòng. Tuy nhiên riêng cái ván hậu nó mỏng, nó chưa chưa được đến một phân. Cho nên là cái chỗ ván hậu đó là khách hàng rất là chê. Cho nên bây giờ rút kinh nghiệm là cái ván hậu chúng tôi đã làm dày rồi, dày hơn một phân. Cho nên là quý vị yên tâm. Như vậy bây giờ là tất cả các chi tiết đều dày dặn hết rồi. Và thưa quý vị, tôi nhắc lại là đây là tôi đang quay ngày 12 tháng 6 năm 2016 theo cầu của anh Lương ở ngã tư An Sương, Hồ Chí Minh, và đang quay tại tầng 3 của đồ gỗ Đức Hiền.com với số điện thoại 0984 666 999. Đức Hiền cảm ơn quý vị đã quan tâm và hẹn gặp lại trong những clip sau. Và cũng báo thêm là đi đồng bộ với chiếc tủ chùa Bầu này thì còn có cái chiếc tủ phát cạnh lực lăng bên kia, và bên này thì có bộ trường kỷ Huế, rồi thì đôn, có cả loại đôn mai vành váy rất đẹp, và có cả tủ chè cũng đánh giả cổ như thế này để quý vị khi chơi đồng bộ thì sẽ lưu ý nhớ đến. Và chiếc tủ này bên trong mà bày một số cái đồ sứ như này thì rất là hợp. Xin tạm biệt quý vị.